Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết Bắc Bộ ngày mai vẫn khá thất thường, lúc mưa lúc nắng, còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nguy cơ ngập úng do còn có điểm mưa to. Ngày hôm nay thì lũ trên sông Đắk Nông đã lên nhanh, vượt mức báo động 3. Nước lũ tràn vào cầu Đắk Nông gây ngập úng và ảnh hưởng giao thông qua lại. Dự báo trong đêm nay thì mực nước lũ tại trạm Đắk Nông sẽ xuống dần mức báo động 2. Nước lũ rút bớt chỉ còn gây ngập cục bộ ven sông thuộc các phường Nghĩa Tân, Nghĩa Trung, Nghĩa Đức của thành phố Gia Nghĩa. Ngoài Đắk Nông thì trên hệ thống sông Đồng Nai lũ cũng đang lên. Trong tối và đêm nay, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài ở mức báo động 1, sông La Ngà tại trạm Phú Hiệp ở mức báo động 2. Vùng trũng thấp ven sông thuộc các huyện Tân Phú và Định Quán của Đồng Nai hay là huyện Đức Linh và Tánh Linh của Bình Thuận thì cũng cần chú ý đến ngập úng. Các tỉnh thành khác của Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có nguy cơ về ngập úng và sạt lở đất cục bộ do trời còn có mưa đến hết ngày mai. Trong đó, tại Kiên Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng có điểm mưa rất to với lượng từ 50 đến 100mm. Còn ở Bắc Bộ thì ngày mai tại thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, trời nắng mưa đan xen, hơi oi nóng với mức nhiệt từ 32 đến 34 độ. Còn tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, nhiệt độ chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ra phía tây của huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông lốc xoáy, gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ở huyện đảo Hoàng Sa trời ít mưa, gió cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.